cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, miền Bắc nước ta vừa trải qua những ngày nóng rực với nhiệt độ cao duy trì nhiều giờ trong nhiều ngày. Gió đông nam rất nhẹ đến mức gần như là không đáng kể, càng làm gia tăng cảm giác oi bức. Nhưng từ chiều tối ngày hôm qua, đợt gió Bắc, Đông Bắc đã làm ảnh hưởng đến phần lớn các tỉnh thành miền Bắc, làm cho nhiệt độ giảm. Nhờ vậy, từ ngày hôm nay, đợt nắng nóng sẽ chấm dứt và nhiệt độ toàn miền giảm dao động khoảng từ 28 đến 31 độ C. Gió Đông Bắc về cộng với độ ẩm tương đối cao sẽ gây ra mưa, ban đầu là Đông Bắc Bộ, Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi đến Đồng bằng Bắc Bộ. Mưa lần này chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, cục bộ có mưa to, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Có nơi với lượng mưa trên 70mm, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông, ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở ở các vùng núi. Thủ đô Hà Nội dự báo ngày hôm nay có mưa nhưng mưa rải rác không liên tục. Vào sáng sớm thì nhiệt độ khoảng 26 độ C, nhiệt độ cao nhất vào khoảng đầu giờ chiều không vượt quá 33 đến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thì cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của gió Đông Bắc, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều tối có đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ khoảng 27 đến 30 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa phổ biến về chiều tối và tượng lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm, cảnh báo sạt lở ở Tây Nguyên, ngập úng ở các khu đô thị Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở hai vùng không vượt quá 31 độ C. Chuyển sang thông tin về thời tiết biển. Thưa quý vị, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, một áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2024 đã được hình thành, đánh dấu mùa bão lũ, thiên tai trên biển cũng như là trên đất liền đã bắt đầu. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, sau có mây, trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, sau có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây. Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, phía nam có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 4, cấp 5. Sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1 đến 2 m. Đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 m trong mưa dông. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 m trong mưa dông. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều qua ngày 30 tháng 5, vùng áp thấp vùng biển của đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Hồi 13 giờ hôm qua, 30 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 13 giờ chiều hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 15 km/h. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 m. Thưa quý vị, ngay trong hôm qua 30 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Thưa quý vị, trưa 30 tháng 5, một trận động đất 2,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Rất may thì trận động đất này đã không gây ra thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân. Ngày 30 tháng 5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo về trận động đất vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, lúc 10 giờ 42 phút 50 giây cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ Vĩ Bắc, 108,366 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra trận động đất mạnh 3,5 độ Richter. Cụ thể, 15 giờ 9 phút 3 giây, trận động đất có độ lớn 3,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, xảy ra tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trận động đất không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều người dân địa phương có thể cảm nhận được rung chấn. Theo người dân địa phương, trận động đất diễn ra khoảng 3 giây, làm nhà cửa đồ đạc rung lắc. Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 4, thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã ghi nhận mức nhiệt 52,9 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử tại quốc gia này. Nắng nóng bao trùm khắp các khu vực phía Bắc và Tây Ấn Độ. Với điều kiện nắng nóng khắc nghiệt như thế này, thì nhiều học sinh đã ngất xỉu trong trường học. Vào tuần trước, cơ quan thời tiết của Ấn Độ đã cảnh báo về cơn sóng nhiệt đổ bộ tới quốc gia này. Nhưng tới ngày 28 tháng 4, khu Mungespur phía tây bắc New Delhi đã đạt mức nhiệt 49,9 độ C và vượt ngưỡng trên 50 độ C vào ngày 29 tháng 4. Thủ đô New Delhi đã từng nóng tới 45 độ C trong những năm trước kia, nhưng chưa bao giờ chạm tới mức nhiệt 52,9 độ C như hiện nay. Trong thời tiết nắng gay gắt, cuộc sống dường như trở nên khó khăn hơn với người dân. Đường phố ở Mungespur vắng bóng người, các cửa hàng đều đóng cửa vì người dân ở trong nhà để tránh nóng. Anh Akash Niman, cư dân ở Mungespur cho biết, khi ra ngoài đường vào lúc trời nắng, cảm giác như bị tát vào mặt. Ngoài ra, thành phố còn ghi nhận một số trường hợp học sinh bị ngất xỉu, ốm do sốc nhiệt và mất nước. Nithi, một học sinh ở New Delhi cho biết, quạt trở nên vô tác dụng trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua. Nhiều học sinh trong thành phố đang phải chống chọi với cái nóng gay gắt. Bang Bihar phía đông Ấn Độ đã chỉ đạo trường học đóng cửa cho đến ngày 8 tháng 6 để đảm bảo sức khỏe và tinh thần dạy và học cho học sinh lẫn giáo viên. Hiện nay, bang Rajasthan, miền đông Ấn Độ cũng đang quay cuồng dưới cái nóng thiêu đốt 50 độ C ở một số quận. Ngược lại, ở phía đông bắc Ấn Độ, người dân lại bị thiệt hại do cơn bão Rehman gây ra. Rất may vào cuối ngày 29 tháng 4, một cơn mưa nhẹ đã làm thành phố New Delhi hạ nhiệt. Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự đoán nắng nóng sẽ giảm vào cuối tuần này ở phía tây bắc và trung Ấn Độ. Australia dự kiến trải qua thời tiết ấm hơn bình thường trong mùa đông năm nay. Đây là dự báo dài hạn của cơ quan khí tượng nước này công bố ngày 30 tháng 5. Trong dự báo, cơ quan khí tượng Australia cho biết nhiệt độ trong ngày và đêm rất có thể sẽ cao hơn bình thường trên cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Cũng theo BOM, mùa thu tại phần lớn Australia ấm hơn bình thường và gây ra thời tiết rất khô cho phần cực Nam và Tây Australia. Số liệu sơ bộ cho thấy, nhiệt độ trung bình của mùa thu năm 2024 cao hơn nhiệt độ trung bình giai đoạn 1961 đến 1990 là 0,5 độ C, với gần như tất cả các bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ lãnh thổ phương Bắc, ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Sau một mùa thu ấm và ẩm, mùa đông nhiều khả năng sẽ chứng kiến nhiệt độ tối đa cao bất thường trên cả lục địa, đặc biệt ở phần lớn phía đông, nam và cực bắc Australia. Trong khi đó, một khu vực rộng lớn của đất nước ước tính hơn 80% khả năng có nhiệt độ tối thiểu cao bất thường từ tháng 6 đến tháng 8. Về mưa, BOM dự báo phần lớn Australia sẽ có lượng mưa đặc trưng cho thời gian mùa đông. Lượng mưa cao hơn trung bình có khả năng xảy ra cho các khu vực phía Tây và một số khu vực giữa miền Nam. Năm 2023, Australia trải qua mùa đông ấm nhất kể từ khi bắt đầu có ghi chép vào năm 1910, với nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn 1,53 độ C so với nhiệt độ trung bình giai đoạn 1961-1990. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và an lành.